những tòa nhà cao tầng từ trên xuống hay từ dưới lên. Các anh có thể chạy trên những bức tường dựng thẳng đứng, chỉ bằng cây xào hay sợi dây thừng, thậm chí ngay cả trong điều kiện thời tiết mưa. Các chiến sĩ đặc công có khả năng vượt qua mọi vật cản với tốc độ cao và bền bỉ nhất. Các loại vật cản, hào trông, gạch ngói đá vụn, lá khô sỏi mỏng, vách đá và các loại hàng rào đặc trưng là bí mật bất ngờ, luồn sâu đánh hiểm và đánh các mục tiêu nhỏ lẻ sâu xa trong lòng phương của địch qua các cái tầng, các lớp hàng rào mới vào được cái mục tiêu chủ yếu. Ngụy trang là vũ khí của bộ đội đặc công. Các anh hòa vào môi trường xung quanh, lặng lẽ tiếp cận mục tiêu mà kẻ thù không hay biết. Tùy vào địa hình có các cách ngụy trang khác nhau. Lực lượng vùi giấu mình dưới đất, chú ý. Đứng dậy! Tiến! Lực lượng bôi đen, đứng dậy! Tiến! Lực lượng bôi đất, đứng dậy! Tiến! Lực lượng quần áo cỏ, chú ý! Vâng ạ, xin chào các chiến sĩ ạ. Và ngụy trang như thế này thì khó nhất là khâu nào hả em? Dạ, khó nhất là khâu nằm im, không được cử động nhúc nhích. Những chiến sĩ đặc công phải có tinh thần thép. Khi có tinh thần thép thì mới quyết tâm để thực hiện cái nhiệm vụ khó khăn được. Bởi vì trong quá trình huấn luyện đặc công, đặc biệt là kỹ thuật, là nội dung huấn luyện mang tính chất gian khổ, khó khăn và phức tạp. Đây mới chỉ là một phần về cuộc sống, chiến đấu và rèn luyện của các chiến sĩ đặc công, bộ đội đặc công Việt Nam với 16 chữ vàng, đặc biệt tinh nhuệ, anh dũng tuyệt vời, mưu trí táo bạo, đánh hiểm thắng lớn. Và ngày hôm nay, các chiến sĩ vẫn vượt qua mọi khó khăn gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.